Bạn trai mình có đi theo và anh rất thích diện mạo mới của mình. Trông mình xinh hơn trước rất là nhiều. Anh cứ nhìn mình tưởng tỉm cười ấy. Xin chào mọi người, mình tên là Hà, mình đến từ Hải Phòng và hôm nay là ngày thứ 7 kể từ ngày mình nâng mũi. Dịch vụ của mình là nâng mũi sụn sườn và cấy rãnh mũi má. Mình đã tìm hiểu nâng mũi được 1 năm nay và qua một người bạn thì mình đã biết đến bác Phương. Bạn ấy đã từng nâng mũi ở bên bác Phương và dáng mũi rất tự nhiên và mình rất thích cái dáng mũi ấy. Trong 1 năm qua thì mình cũng theo dõi được một vài trung tâm thẩm mỹ khác và mình quyết định chọn bác sĩ Phương tại vì dáng mũi của bác vô cùng tự nhiên. Mình cảm thấy bác sĩ Phương là một bác sĩ vô cùng thân thiện và bác tạo ra một sự vô cùng uy tín đối với mình. Bạn mình đã từng nâng mũi sụn sườn ở bác Phương và chị cho biết là nó cảm giác cũng không đau lắm. Nên là mình cảm thấy tự tin trước khi mà bước vào ca nâng mũi của bác Phương. Thực tế sau khi trải qua phẫu thuật thì mình chỉ bị đau trong một ngày đầu tiên và sau đó là hoàn toàn không có cảm giác đau nhức gì. Đến ngày thứ 3 là mình có thể đi ra ngoài được rồi. Mặc dù con đeo nẹp nhưng mà bạn bè mình có nhận xét là dáng mũi của mình vô cùng tự nhiên và cũng có bạn hỏi là kiểu nâng mũi ở đâu ấy. Em đã tự chăm sóc vết thương ở nhà và nó khá là dễ dàng. Và khi mà em có bất kỳ một câu hỏi gì em có thể hỏi về bên trung tâm và họ trả lời rất là nhanh chóng. Cho đến hôm nay khi tháo nẹp thì em cảm thấy mũi mình rất là tự nhiên và không sưng quá nhiều. Dáng mũi mới làm cho gương mặt mình trở nên thanh gọn hơn và mình cảm giác tự tin hơn với diện mạo mới này. Bạn trai mình có đi theo và anh rất thích diện mạo mới của mình. Trông mình xinh hơn trước rất là nhiều. Anh cứ nhìn mình tưởng tỉm cười ấy. Lúc đầu mình có hơi lo lắng tại vì mình phải vượt qua một quãng đường khá xa để vào Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau 7 ngày vừa rồi và kết quả nhận lại hiện tại thì mình thấy rất hài lòng với quyết định của mình. Nếu như các bạn có ý định nâng mũi thì mình nghĩ là nên thực hiện. Thì mình thấy quyết định nâng mũi của mình rất là đúng đắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.